Thưa quý vị, đen thôi, đỏ quên đi. Đó là câu nói mà tôi thỉnh thoảng được nghe trong cuộc sống. Người ta có thể gắn câu nói đó cho tình duyên, cho sự nghiệp và rõ ràng hơn là cờ bạc. Giống như bức hình bên cạnh tôi đây, đó là những quân bài chơi chắn với hai màu chủ đạo là đỏ, đen được xếp lẫn lộn với nhau trên một cọc tiền có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Và điều hiển nhiên trong cuộc chơi này sẽ có người thắng, người thua. Và cái giá cho người thua lại giống như là giá vàng gần đây vậy, là quá lỗ, thậm chí là tay trắng ôm nợ. Tôi có một thắc mắc rằng hình thức chơi bạc ăn tiền rõ ràng là bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng mà tại sao nhiều người lại cứ lao đầu gây ảnh hưởng tới toàn xã hội và khiến không ít gia đình điêu đứng. Mới đây thì Công an quận Hà Đông, Công an thành phố Hà Nội thông tin đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đình Cường, tức Cường Kính, sinh năm 1967, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Quá trình xác minh, đêm ngày 31 tháng 12 năm 2023, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông bắt quả tang tại nhà đối tượng Phạm Thắng Lợi, đường Quang Trung, tổ 17 Yên Nghĩa, quận Hà Đông, có 5 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài chắn. Lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc gần 88 triệu đồng và 2 bộ bài chắn, 2 đĩa sứ. Theo cơ quan công an, mặc dù đối tượng Cường Kính chưa có tiền án tiền sự nhưng lại nằm trong diện theo dõi của lực lượng chức năng do có nhiều hoạt động bất minh là dân anh chị xã hội. Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ Phạm Thắng Lợi là chủ nhà chơi đánh bạc với số tiền là hơn 19 triệu đồng, Lê Đình Cường chơi đánh bạc với số tiền hơn 23 triệu đồng, Đoàn Thanh Xuân đánh bạc với số tiền gần 30 triệu đồng, Phạm Quốc Sự đánh bạc với số tiền là 15 triệu đồng. Ngoài ra các đối tượng này còn thuê Nguyễn Mạnh Vĩ chia bài và trả công là 1 triệu đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chỉ huy đội cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông nêu rõ, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024, một trong những trọng tâm công tác là rà soát, triệt phá, bắt giữ bằng được các đối tượng, ổ nhóm lưu manh, hình sự, hoạt động gây bức xúc dư luận. Mà ở đây liên quan đến Cường Kính là điển hình. Vâng, thưa quý vị, đánh bạc được xem là tệ nạn xã hội, phức tạp, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều cá nhân, nhiều gia đình. Căn cứ vào khoản 4 điều 28 Nghị định số 144 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, sau đây gọi là Nghị định số 144 năm 2021 và điều 321 bộ điều 322 Bộ luật hình sự năm 2025 sửa đổi, bổ sung năm 2017, sau đây gọi là Bộ luật hình sự năm 2015. Chỉ cần có hành vi tụ tập người khác đánh bài ăn tiền thì sẽ bị phạt. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi mà bị xử phạt vi phạm hành chính hay là truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với xử phạt hành chính thì đầu tiên phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như là sóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, ba cây, tứ sắc đỏ đen, cờ thế, binh Ấn Độ 6 lá, binh sập sám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích là được thua bằng tiền, tài sản, hiện vật. Thứ hai, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc kiểu rủ rê lôi kéo tụ tập người khác để đánh bạc trái phép, dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc, đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép. Ngoài ra, người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm nêu trên. Đối với truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi tổ chức cho người khác đánh bài ăn tiền có thể bị truy cứu theo quy định tại Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2025 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau. Thứ nhất, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm nếu có hành vi tổ chức cho người khác đánh bài ăn tiền thuộc một trong các trường hợp sau. Đó là tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền từ 5 triệu trở lên, kể cả trường hợp tổ chức 2 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc. Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền từ 5 triệu trở lên, kể cả trường hợp tổ chức 2 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần từ 20 triệu đồng trở lên. Và tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc, sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi trên hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ Luật Hình sự năm 2025 hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Thứ hai, phạt tù từ 5 năm đến 10 năm nếu hành vi tổ chức cho người khác đánh bài ăn tiền thuộc các trường hợp sau: có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội, hoặc tái phạm nguy hiểm. Và bên cạnh các chế tài trên, thì người tổ chức cho người khác đánh bài ăn tiền còn có thể là bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc là tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Ngoài ra, người nào đánh bạc trái phép cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như sau. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay là hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc là dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi đã bị kết án về tội này, quy định tại Điều 322 của Bộ Luật Hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thứ hai, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc là hiện vật dùng đánh bạc trị giá là 50 triệu đồng trở lên. Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội. Tái phạm nguy hiểm. Vâng, thưa quý vị, ngày nay thì hình thức cờ bạc trở nên phổ biến hơn dưới hình thức là online. Nó có sức hút đầy mê hoặc bởi chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ là bạn có cơ hội nhận được một khoản tiền khổng lồ nếu đủ may mắn hoặc có kỹ năng chơi bài tốt. Chính vì thế không ít người nuôi mộng làm giàu, hy vọng phất lên chỉ sau một đêm với số vốn ít ỏi ban đầu. Nhưng đó chỉ là giấc mơ hão huyền. Tham thì thâm, nhiều người đã phải trả cái giá đắt vì vướng vào vòng xoáy của cờ bạc. Nhiều người còn nảy sinh hành vi là trộm cắp để chuộc lấy tiền thua nợ. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự dưới đây để thấy được vấn nạn này. Chỉ vì một lần chơi thử trò chơi tài xỉu, để rồi cuộc đời trượt dài theo những canh bạc online. Từ một sinh viên mới hơn 20 tuổi, với bao tương lai phía trước, giờ đây phải gánh trên vai khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đồng và không có khả năng chi trả. Đầu tiên, thanh niên này tham gia với số tiền khoảng 100.000 đồng, sau đó nhân dần lên, có lần số tiền đặt cược trên 20 triệu đồng một lượt. Được bạn bè giới thiệu chơi cờ bạc online, thì ban đầu mình cũng tò mò, mình cũng vào xem và chơi thử. Chơi trò tài xỉu thì thắng nhiều, thắng thì tham, thua thì càng muốn gỡ. Có lần mình chơi 10 đến 20 triệu, sau đó không thể chi trả được, mình có báo lại với gia đình. Có lúc nghĩ quẩn, mình đã nghĩ đến việc ăn trộm ăn cắp. Giờ nghĩ lại thì mình thấy sợ. Nguy hiểm hơn, các ứng dụng này còn được quảng cáo tràn lan trên khắp các diễn đàn mạng xã hội như Facebook, YouTube. Tìm hiểu hình thức kiếm tiền trực tuyến, dễ dàng tiếp cận được các trang web cờ bạc như Gamebài68, AE888, EU9, Sunwin, M88. Với những lời quảng cáo mật ngọt, game bài đổi thưởng hàng đầu châu Á, thủ tục dễ dàng, thanh khoản cao, bảo lãnh tiền vốn lên tới 100%, lợi nhuận thu về hàng ngày, đánh đúng tâm lý những con bạc ham mê đỏ đen. Và chỉ cần một chiếc máy tính hay một chiếc điện thoại thông minh, với chưa đầy 2 phút đăng ký, bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào cổng game này với đủ kiểu trò chơi đánh bạc ăn tiền phổ biến như tài xỉu, sóc đĩa, bắn cá, thậm chí cá độ bóng đá. Đáng chú ý, các đường dây này được hình thành bởi các đối tượng móc nối với nhà cái quản lý, các trang web cờ bạc online có máy chủ đặt ở nước ngoài. Vì vậy, rất khó để có thể kiểm soát và quản lý. Theo những thống kê, đến 90% người chơi bị thua vì không có cửa nào thắng được nhà cái bằng các thao tác công nghệ của mình, dùng các biện pháp kỹ thuật để tác động, can thiệp vào cái việc truy cập, rồi đặt cửa, đặt kèo theo giờ thời gian thực, và như vậy phần bất lợi là của khách hàng. Bên cạnh đó, để phủ sóng và thu hút người chơi, các trang web này còn sử dụng nhiều chiêu trò và có những hình thức quảng cáo rầm rộ như đi từ thiện các hoàn cảnh gia đình khó khăn, tổ chức các giải bóng đá, in ấn quảng cáo giao vặt, phát tờ rơi trên đường phố hoặc trên các vật dụng dễ thấy, dễ nhìn. Được biết, người đánh bạc trái phép bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này thì bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên, sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Người nào tổ chức đánh bạc trái phép thì bị phạt tiền từ 50 đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Thua nhiều quá rồi thì mình bắt đầu là mình
thì phải đi vay mượn rồi xoay tiền các nơi để mình chơi. Tức là nợ nần thì cũng một con số là khá lớn. Và mình cũng khuyên các bạn hiện tại chưa biết đến, chưa chơi bao giờ thì không nên lún sâu vào những cái phần này, tránh xa nó ra. Có nhà không dám về vì sợ chủ nợ, còn tương lai không biết sẽ đi về đâu chỉ vì chót xa chân vào con đường cờ bạc. Miệng đời hay gọi đó là sự trả giá, nhưng có lẽ sự trả giá với chàng thanh niên này là quá đắt. Nghiện cờ bạc là một thực trạng khó có thể kiểm soát, và ngay cả khi bạn đã điều trị thành công nhưng vẫn có nguy cơ tái phát lại sự nghiện ngập này. Mong rằng trong năm mới 2024, mọi người sẽ cùng nhau đẩy lùi vấn nạn nhức nhối này, thay vào đó là những việc làm tích cực hơn trong cuộc sống. Đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.